Tới sớm quá, chờ em xíu em lau mồ hôi cái. Nãy giờ không biết hàng xóm ở đâu ra mà bật nhạc hay quá chừng luôn, nhảy mà toát hết mồ hôi. Quá dữ luôn, nhạc đâu mà hay quá. Bài nãy tên gì vậy ta? Bài nãy là cái bài mà bài gì tên gì? Em ham chơi quá em không chịu về. Em ham chơi quá em không chịu về của bài ngộ 8 chữ mà sao mà dài sọc vậy? Thì chính vì cái bài nó dài quá, bây giờ anh rút gọn thành cái bài em vẫn chưa về. Em vẫn chưa về mà ai hát? Bài đó ram ca sĩ Akira Fan hát hay lắm, ca sĩ Akira Fan hát hay lắm. Em biết anh... Là anh hả? Ừ, nãy giờ đó. Ủa, nãy giờ anh hát hả? Ừ, tại vì biết sao không? Wow. Anh bây giờ người yêu của anh đi vắng rồi, không có chịu về nấu nướng cho anh ăn. Rồi anh buồn quá, cái anh đi tới đây anh coi gọi em ra để em coi có nấu nướng gì được cho anh ăn đi không? Anh cứ yên tâm, ngày hôm nay sẽ có hai vị khách mời đặc biệt khác nữa sẽ nấu ăn cho anh ăn. Ồ vậy hả? Đầu bếp chuyên nghiệp luôn hả? Không biết chuyên nghiệp không, nhưng mà họ sẽ dồn hết tình cảm, tâm tư của mình, tâm huyết mình vào món ăn đó để tặng cho anh. Hãy sẵn sàng đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Khách mời nghệ sĩ ngày hôm nay chính là Akira Fan, một trong những thần tượng khó quên của những khán giả thời 8X và 9X. Ngày hôm nay hãy sẵn sàng chờ đón xem món quà về ẩm thực dành cho anh ấy như thế nào bởi sự xuất hiện của hai fan hâm mộ. Hãy sẵn sàng nhé. Ở đằng xa xa kia chính là những nguyên vật liệu cần thiết để chế biến món ăn. Tủ lạnh. Đến đây nè. Chào mừng quý vị đang đến với phần đầu tiên trong ngày hôm nay, đó chính là khám phá khẩu vị ngôi sao. Không biết là khẩu vị của anh Akira Fan như thế nào đây, tất cả sẽ được chia sẻ sau vài giây nữa thôi. Nhưng bây giờ hãy chào đón hai fan hâm mộ rất là trung thành với anh Akira, đó chính là bạn Vũ Duy Linh và bạn Tân Nguyễn. Xin mời. Hai anh. Yeah. Hello. Bắt tay nào. Chào hai bạn. Tại với em đi. Dạ. Chào bạn. Chào Tân Nguyễn. Dạ, chào Vũ Duy Linh. Hai bạn đều rất là trẻ mà chắc chắn rất hâm mộ anh Akira Fan. Dạ đúng rồi. Bạn giới thiệu đôi nét về mình, về nghề nghiệp đi ạ. Tên thật của em là Nguyễn Hữu Tân, nhưng mà em lấy biệt danh là Tân Nguyễn tại vì em trang điểm á, có một cái biệt danh thì em sẽ chọn cái từ của em là trái ngược lại cái tên và cái họ. Nghệ danh đúng không nào? Dạ. Là một chuyên viên trang điểm. Dạ. Còn với bạn Vũ Duy Linh thì sao nào? Em là Vũ Duy Linh thì em công việc của em là kinh doanh. Ngoài kinh doanh thì em còn là ca sĩ hiếu tự do. Đối với hai bạn, Akira Fan là một nghệ sĩ như thế nào? Ảnh hưởng đến cuộc sống của mình ra sao? Em cũng như biết anh Kira từ nhỏ là ngoài cái album Vol 1 thì bài Màu Đỏ Cộng Lạnh thì em lại rất thích cái bài của anh thể hiện, đó là bài Lời Nguyền và bài Điều Ớt Dẫn Đơn. Giống như là gọi là những kỷ niệm xưa. Dạ, đúng nào, khó quên, khó phai lắm. Dạ. Còn với Vũ Duy Linh, những cái bài hát của anh là em rất là thích nghe, và đặc biệt hơn nữa là cái biệt danh của anh á, em có tìm hiểu thì em biết nó là một tương lai tươi sáng, và em thấy anh cũng rất là thành công trên cái con đường sự nghiệp của mình, và em có thể nói đó là một động lực để em theo đuổi.
cảm ơn bạn. Như vậy tình cảm mình chất chứa bấy lâu rồi, dồn nén bữa nay được gặp gỡ, được tiếp thần tượng là phải nấu ăn cho thật là ngon nha. Dạ. Chúc mừng anh Akira đã có những người fan rất là chân chính như vậy, thực thụ để có thể đồng hành cùng với anh. Còn chờ đợi gì nữa, hãy khám phá xem khẩu vị ngôi sao của anh Akira như thế nào với chiếc tủ lạnh này. Xin mời. Dạ. Wow, rất nhiều lương thực, thực phẩm, đồ ăn, thức uống đầy đủ luôn nè. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rất là nhiều. Anh Akira hãy trả lời những câu hỏi sau đây, chỉ có hoặc không thôi nhé. Trong này toàn bộ thức ăn anh đều thích chứ? Không. Không nha. Vậy thì tỷ lệ bao nhiêu? Chắc cũng 90% là thích. Trời ơi. Không thích là 10%. 10% đó liên quan đến thực vật hay động vật? Thực vật. Nhớ những cái anh chia sẻ nha, thực vật, đoán xem có là cái gì nha. Rồi. Chúng ta đã tham khảo sơ qua những món nguyên vật liệu cần thiết. Đóng tủ lại nào. Đó là những chia sẻ đầu tiên của anh Akira về cái gu ẩm thực của anh ấy. Còn về thích và ghét trong nhất tất cả những hương vị, anh ghét nhất vị nào? Ghét cay với đắng. Trời sao cay đắng, cuộc đời anh cay đắng lắm, sao mà anh ghét hai vị đó? Không, không biết sao, từ nhỏ đến lớn là được ba mẹ thương chiều á, nên bởi vậy là hảo ngọt, nhưng mà vẫn thích chua mà, thấy không? Dạ. Chua thích ngọt. Dạ. Đậm đà, mặn mặn, béo béo, nhưng mà sợ nhất là cay đắng không? Nhớ nha, né hai cái vị đó ra. Dạ. Nha. Đó. Rồi bây giờ xin mời các bạn bước vào phần gian bếp sau đây. Tất cả đã sẵn sàng ở vị trí của mình. Chúng tôi sẽ dẫn dắt các bạn đến với một cái thử thách đầu tiên ngày hôm nay, để cho hai bạn cố gắng làm sao tận dụng khoảng thời gian 60 giây nhớ lại những gì mà anh Akira chia sẻ về cái gu ẩm thực của mình, để có thể chọn ra 5 món ở đằng xa xa kia, khu vực tạp hóa. Mình đem về đây 5 món mà đoán rằng 5 món đó anh Akira thích ăn. Sẵn sàng nha. Ai giành chiến thắng tại thử thách này sẽ có quyền lựa chọn món nguyên liệu chính ngày hôm nay gồm 2 món. Người đó sẽ được ưu tiên lựa chọn trước theo đúng với sở trường của mình. Chứ lỡ như có món mình không biết nấu, mình lấy đúng cái món đó là coi mình xui nha. Chuẩn bị nào, anh Akira, anh đếm đi. 3, 2, 1, bắt đầu. Giờ à, chà chà. Ủa sao nhiều vậy? Anh muốn kiểm tra bên nào trước? Rồi, bên áo vàng trước đi. Dạ rồi, Duy Linh. Em nhìn là thấy không có cây rồi đó. Có đắng không anh? 5 món này, hãy trả lời cho Duy Linh biết được rằng là anh Akira, anh thích mấy món trên 5 món? Món mấy nào đây? Anh ơi, món anh thích được 4 món. 4 món. Wow, rất là nhiều đấy. 4 trên 5 món. Đó là món gì vậy? 1 2 3 4. Tại này trời, cái này có cơm. Có cơm sợ mập nên ít khi nào mà ăn cơm cuộn. Vậy em sẽ làm món anh được giảm cân xuống ha. Hả? Như vậy là 4 món. Chúc mừng bạn Duy Linh. Ừ. Nào, kiểm tra bên khu vực của Tân Nguyễn. Không biết có vượt qua được con số 4 của bên Duy Linh hay không. Em lấy được 6 món. Ghê vậy. Trong 6 món này anh thích mấy món? Thấy đa số thì thích hết rồi đó. Nhưng mà cho em con số cụ thể đi. Vượt qua hay là thấp hơn con số 4 bên kia nè. Này chắc dòng này chắc bạn này tạm thời thắng rồi đó. Vậy là hết đầy đủ, hết trăm trăm luôn. Chúc mừng Tấn Nguyễn. Dạ, yeah, như vậy là bạn đã chiếm được ưu thế. Và không sao hết, Duy Linh cứ yên tâm. Không sao. Có khi cái món mình bắt buộc phải lựa chọn lại đúng sở trường của mình thì sao? Chờ đợi xem. Nguyên liệu chính ngày hôm nay chính là bánh phồng tôm và thịt heo. Thì người có quyền ưu tiên chọn trước là bạn Tân Nguyễn. Bạn chọn món nào? Dạ, em chọn bánh tôm. Bánh phồng tôm? Dạ. Tại sao không chọn thịt heo? Quê của em là nơi sản xuất ra cái bánh đó đó. Em tính dùng món đó. À, đúng rồi, đúng rồi. Rồi anh Akira, trào bánh phồng tôm dành cho Tân Nguyễn. Cảm ơn anh. Đúng sở trường, đúng quê hương hen. Cố gắng nha. Món thịt heo. À. Món thịt rất thông dụng, đã thuộc về Duy Linh. À, dạ, em cảm ơn anh. Nguyên liệu chính thì có rồi, nhưng chưa có nguyên liệu phụ, nên chưa biết được công thức chế biến sẽ như thế nào và món ăn tên gọi cuối cùng là gì. Chúng ta sẽ khám phá xem nguyên liệu phụ là gì với phần tiếp sức thực phẩm. Các quý vị, và bây giờ sẽ là phần tiếp theo, tiếp sức thực phẩm, sẽ giúp cho chúng ta khám phá xem những món nguyên liệu phụ là những món gì và kết hợp cùng với một công thức chế biến trong vòng bí mật cùng với những nguyên liệu chính. Người đang bị tạm bất lợi đó chính là bạn Duy Linh, thì bạn sẽ có quyền đã được rút kinh nghiệm bởi phần dự thi và vượt thử thách của bạn Tân Nguyễn.
Tân Nguyễn, bạn có 60 giây đầu tiên để gợi ý cho ca sĩ Akira Phan những đề bài nằm ở sau lưng anh ấy. Rồi. Bằng những lời nói, hình thể và đặc biệt không được phạm quy, không được nhắc đến bất cứ từ nào trong đáp án. Sau đó 30 giây còn lại là anh Akira sẽ tập trung nhớ lại toàn bộ những món mà bạn ấy đã gợi ý, lập tức chạy về khu vực trưng bày và lấy toàn bộ những món đó giao lại cho Tân Nguyễn. Chuẩn bị nào. 3, 2, 1, bắt đầu. À, con thỏ năng củ gì anh? Anh lộn. Củ gì anh? Rồi, Phạm Nguy tiếp luôn. À, hai người nghịch ý với nhau mình gọi là gì? Cãi lộn. Rồi bỏ chữ sau rồi à, con mà báo hiếu với mẹ gọi là gì? Cãi thảo. Trời ghê thiệt, hay quá, thông minh quá. À, con lợn có thường gọi là cái gì anh? Heo. Mình đi mua là mua gọi là cái gì? Mua thịt heo. Thì gọi là cái gì anh? Chặt heo. Khác. Cắt heo. Bầm heo. Đúng rồi, ráp lại. Heo bầm. Ráp lại, bỏ chữ heo trước là chữ heo là chữ gì? Thịt bầm. Đúng rồi. Tiếp luôn. Con thỏ ăn cái gì anh? Thỏ ăn cà rốt. Đúng. Đó hay quá. Rồi tiếp, xong hết 60 giây rồi. Đi mua ngò, chữ trước chữ ngò là thường là dính liền với chữ gì anh? Ờ, hành. Cái cây có cái gì? Hành lá hả? Ghê, hết 60 giây rồi, 30 giây. Lấy hả? Chạy lấy. Lấy toàn bộ những món mà anh tự tin mạnh. Còn nhớ nha. Bạn Tân khá là thông minh. Đưa ra những phần gợi ý rất là dễ đoán. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Và bây giờ chúng ta kiểm tra lại đề bài. Hình ảnh đầu tiên là cụ gãy trắng. Nhưng mà thật đáng tiếc, Tân Nguyễn đã phạm quy chữ cũ mất rồi. Không được tính. Em nhanh. Tiếp theo, cải thảo. Cải thảo là này phải không? Bắp cải đúng Chính không? Chính xác. Chúc mừng bạn. Tiếp theo, thịt băm. Có chưa? Thì không có. Rồi xong rồi. Thì em lấy thịt em ra em bầm. Và bây giờ sẽ là hình ảnh tiếp theo. Cà rốt thì quá dễ rồi. Dạ có rồi. Liên quan tới con thỏ. Tiếp theo. Hành lá có luôn à. Có. Như vậy với những món nguyên liệu phụ cùng với bánh vòng tôm. Ấy chà, bánh vòng tôm mà ăn với toàn thực vật rau củ không? Chả lẽ cho ca sĩ mình ăn chay ta. Phải bắt buộc phải có thịt bằm nè. Rồi phải có củ cải trắng nè. Thì mới ra được cái món ăn đặc biệt này. Dạ đúng rồi. Kết hợp lại thành một công thức. Trách nhiệm đó thuộc về anh Akira. Anh đã vội vàng quên mất những món nguyên liệu phụ đó. Lát nữa anh sẽ bị phạt. Anh bị phạt luôn hả? Nhưng lát nữa chờ đón xem hình phạt là gì. Và bây giờ xin mời hai bạn đổi vị trí cho nhau. Đáng đạt được điểm tuyệt đối nha. Duy Linh, 3, 2, 1, bắt đầu. À, đặc sản của Bến Tre dùng để giải khát. Dừa. Nước dừa. Hay quá, thông minh quá. À, giống như nãy con thỏ thường ăn cái gì? À, ăn cà rốt. Chính xác. Giỏi quá. Y chang như bạn hồi nãy mà anh lấy không được á. Củ cải trắng. Chính xác. Trời hay vậy ta, hên quá. À, cái trái phụ nữ hay dùng đắp dưỡng da. Trái dưa leo. À, tên gọi khác. Dưa chuột. Chính xác. Chuột ghê thiệt. À, lục lam chàm màu gì nữa? 4 Hả? 3 Màu, 2, màu sắc 7 màu 1. Á, lục lam chàm màu gì nữa? Hết 60 giây rồi, 30 giây đi lấy đồ nào. Nhanh nào. À, nãy nói gì tao? Nhớ thật kỹ nào. Hồi nãy nói gì quên rồi. Thôi cứ khuyến mãi cho em thịt luôn đi. 5 4 3 2 1 Hết 30 giây cuối cùng. Biết sao hồi nãy quên mang thịt. Hôm nay lấy thịt để mình có cái thịt để mình ăn. Ủa mà đề bài nãy có thịt không ta? Ủa sao lúc nào anh cũng khuyến mãi ngoài dùng phủ sóng luôn vậy? Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra những đáp án hợp lệ. Đề bài đầu tiên là nước dừa. Ờ, đặc sản Bến Tre. Mất hết một món nguyên liệu rồi. Tiếp theo nào. Cà rốt. Không có cà rốt luôn. Cà rốt anh lấy anh đem qua anh đây cho hết cũng, rồi. Cũng lành lắm. Lấy hết cà rốt tặng cho ông Tân. Không còn cà rốt để tặng cho anh Linh. Tiếp tục. Củ cải trắng. Thì anh gom hết củ cải trắng qua đây luôn. Mừng quá. Có củ cải trắng rồi. Tới 3 củ cải trắng là anh. Tiếp theo nào. Dưa chuột. Dạ đây. Có luôn. Và cuối cùng là bắp cải tím. À, không đáng kịp thôi anh lấy đại thì hên xui. Như vậy là anh đã lấy đúng cái món bắp cải tím về. Nhưng mà trong quá trình giao lưu và gợi ý thì anh lại không nói ra được đáp án. Nên sẽ không được tính hợp lệ. Đáng tiếc khi chúng ta chỉ có củ cải trắng, dưa leo. Và rõ ràng là chúng ta đang thiếu cà rốt nè. Thiếu nước dừa nè. Thiếu bắp cải tím là chưa hợp lệ ha. Trách nhiệm vẫn thuộc về anh. Anh sẽ phải vượt qua thử thách để mang lại những nguyên liệu phụ còn thiếu về cho hai bạn. Vẫn còn cái gỡ gạt hả? Vẫn còn cách gỡ. Và đó chính là vòng tiếp theo được mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Trước khi bước vào phần chế biến dành cho hai bạn, anh phải có nhiệm vụ chấp nhận hình phạt
Nếu như anh vượt qua được hành phạt này là anh sẽ có quyền đem lại những món nguyên vật liệu phụ còn đang thiếu. Hình phạt được mang tên Ồ Sao Bé Không Lắc. Các bạn muốn anh ấy hát bài gì nào? Bài gì nào? Bài gì anh vừa lắc vừa vừa hát? Bài Mùa Đông Không Lạnh đi. Chơi luôn, bước ra đây anh. Vậy luôn hả? Trời ơi, bài đó anh lắc lâu lắm mà anh. Đó. Lắc hết bài luôn hả? Anh vừa lạnh mà lắc cho nó nóng. Ừ, anh hát lẹ lên, anh hát tempo nhanh nhanh là anh sẽ được qua thôi. Rồi thí dụ mà rớt thì sao? Rớt hay giọng tiếng là anh thua. Hát chừng nào được thôi. Ừ, anh nản bỏ cuộc coi như bữa nay mình nhịn đói. Rồi hát hết bài luôn. Ừ. Đếm nào cùng đếm nào. Nhớ hồi nhỏ hay chơi này đó. Nhớ hồi nhỏ hay chơi này đó. 2, 1, bắt đầu. Yeah. Anh gặp em, anh gặp em. Rồi đó. Anh gặp em, anh thuộc. Ba chữ đó. Anh gặp em giữa trời đông. Bút ra mắt ta nhìn từ đã cố quen lên anh ơi, từ lâu lên anh ơi, lên anh. Em anh cười tươi lên như mặt trời cuối đông. Nụ cười đó làm sao anh quên. Gần xa muôn trùng mây. Từ văn thư để kèm nỗi nhớ thương. Anh nhớ em đêm từng đêm. Lòng thầm mong thấy em trong phút giây. Ngày cố lên anh, cố lên anh, cố lên anh. Tiếp đi. Ngày gấp này là ngày gấp em đi bên em không nói được câu gì. Ngồi kề em sao mùa đông thấy không ra lành. Ngày gặp em sương đêm rơi xuống sẽ từng cơn lạnh lùng. Sao lòng anh thấy ấm lòng cuộc tình đầu tiên. Anh cứ nghĩ ra khi em quay đi che dấu bờ mi lại rơi. Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại. Giờ chia ly anh sẽ em như sẽ nhớ em người ơi. Chết tim anh, chết tim em không còn xa. Cô lần Giỏi quá. Dễ thương. Kính thưa quý vị, vừa rồi chính là cái chế độ căng thẳng của ca sĩ khi hát ca khúc vừa rồi. Như vậy là với nỗ lực của anh Akira, anh đã vượt qua được thử thách và hình phạt lần này. Chúc mừng anh. Yeah. Và chúc mừng cả hai bạn nữa. Nguyên liệu phụ cho tụi mình thôi. Nào đi lấy nguyên liệu phụ để trao lại cho các bạn thôi. Nếu như mình vẫn còn đang lấn cấn thắc mắc, không biết kết hợp những món này ra sao, hỏi chị Google. Công thức đã sẵn sàng rồi. Chúc cho các bạn chế biến món ăn thành công. Cảm ơn anh. Đi nghỉ ngơi xíu. Đi lau mặt lau mày, tắm rửa cho nó mát. Đây là hai món ăn thì anh Akira, anh muốn lựa chọn món nào để mình trải nghiệm đầu tiên? Đứng gần thì anh thử món này trước đi. Dạ vâng. Em nói mà nó không suông câu luôn á, tại nó bị tém hoài luôn á. Anh thử trước đi, để em hỏi thăm bạn Tân Nguyễn một tí. Đây là siêu phẩm của Tân Nguyễn. Bạn đặt tên là gì ạ? Dạ, đây là món là bánh phồng tôm cuộn thịt nấu cù lao. Cái món này đặc trưng. Đặc trưng là mỗi là đám tiệc hay là điều của miền Tây đều đặc biệt là phải nấu món cù lao. Mà cái món này nấu rất là công phu. Nếu mà bà con nấu á thì sẽ nấu là thịt cuộn với cải. Còn em thì em là xứ Sa Đéc thì quê em là có đặc biệt là bánh phồng tôm. Thì em mới lấy cái món đặc biệt của quê em sẽ lồng vô đó, em sẽ kết hợp, em sẽ chiết ra làm món bánh phồng tôm. Ăn không thấy cái gì là có lỗi chứ, ngon. Như vậy đây là cải thảo mà cuộn. Dạ, chắc em xin phép. Hay quá, hấp dẫn quá. Thì qua món ăn này, bạn muốn gửi gắm tình cảm gì đến cho anh Akira Phan? Cái món này là nó mang hương vị là nhẹ nhàng, im dịu của tiếng người sông Hòa Hẹn. Thì nó mang lại như là ngọt ngào. Thì mong muốn là anh Akira ăn vào, dùng vào thì cảm thấy nó ngọt và nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn. Giống như là tình cảm của em dành cho. Để tranh thủ ăn thêm miếng nữa để hết chương trình không được ăn thôi. Trời ơi, giòn rụm, cắn tới đâu nó tan tới đó không ơi. Hai món này ngon hả? Mai mốt mà nhà anh mà có làm tiệc gì anh mời em tới làm mấy món này dạ, được không? Dạ, nếu em sẵn sàng em sẽ tiếp anh. Xuất sắc, ngon quá. Lần đầu tiên trong đời anh được ăn những món này luôn á. Dạ. Quá ấn tượng, tuyệt vời. Một chàng pháo tay cho cảm ơn anh. Rồi cái này thì là quá quen rồi. Cuộn nè. Đây là món của Duy Linh. Linh ơi, em đặt tên món ăn của mình là gì? Dạ, món này là món bánh tráng trảng bàn ạ. Em rất là quý anh Akira Fan. Em biết anh ấy rất là thích món này. Thì em tìm hiểu và em có nấu món này. Và em cũng hy vọng là sẽ vừa miệng anh ạ. Hay quá. Cái món này là Aki ăn rất là thường xuyên. Mỗi lần mà đi đâu về xong rồi. Đi tỉnh đúng không anh? Thèm rau này nọ đó. Dạ. Anh Hoàng thử luôn đi anh Hoàng.
anh không có khả năng cuốn đẹp giống như anh Akira. Vậy để em coi thì anh cuốn. Vậy để Akira cuốn giùm cho Hoàng An. Đó, anh cứ tự nhiên đi. Wow. Em nhìn thấy nè, em thấy ngon miệng rồi đó. Dạ, nó có hai loại nước, nước chấm anh, nước mắm chua ngọt. Anh không thích cay cho nên là em có chuẩn bị nước mắm chua ngọt đó. Là đúng sở trường của anh. Nếu mà mình không thích mắm chua ngọt thì mình có thể dùng mắm nêm ạ. Trời ơi, mắm nêm kìa, cái mùi kìa, dậy mùi quá chừng luôn kìa. Dạ, mắm nêm ăn với thịt luộc thì hết sảy rồi. Ngon quá, y chang là tiệm luôn, quán không? Em là ông chủ rồi đó, tự mở quán luôn. Thiệt. Khi nào mà có mà muốn hợp tác làm ăn thì nói với anh. Dạ được cái anh. Tại vì anh rất là đam mê như ẩm thực dùng miền mà nhất là những cái món này ngon này. Xong rồi giờ xong luôn, dạ, phân dân luôn, không thể quyết định được. Bây giờ cho hỏi nè, nếu như mà cái này mà ai thắng thì sẽ được cái gì? 5 triệu. 5 triệu rồi, người thua thì bị được cái gì? Được một cái ôm nồng cháy. Chỉ vậy thôi hả? Dạ. Vậy bây giờ phỏng vấn hai bạn này, bây giờ nếu như mà phỏng vấn em Linh đi, nếu em thắng thì em có chia sẻ với bạn kế bên không? Dạ em sẵn sàng, bởi vì hai anh em từ khâu chuẩn bị, khâu nấu từng chế biến từng cái nguyên vật liệu để ra thành món ăn thì hai anh em đều rất là vất vả. Còn Tân Nguyễn sao? Tân bạn thì có ý kiến gì không? Tại vì em thể hiện cái món ăn là giống như là vừa thể hiện cái trò chơi và vừa thể hiện một cái tấm lòng để đến với giúp vô cho chương trình thôi, còn giải thì em cũng không biết nữa. À, không phải là mục tiêu 5 triệu đúng không? Cuộc chơi nào cũng sẽ có người thắng kẻ thua đúng không? Dạ dạ. Thật coi sự như thì... là ngon và ngon hơn tí, nhỉnh hơn tí đi. Ừ. Thứ nhất á, món này là món Akira rất là thường ăn luôn. Đúng, đúng, đúng. Mà nó quá ngon, quá hợp khẩu vị rồi. Món này á thì em chưa bao giờ ăn hết trơn. Mà ăn lạ miệng không? Mà lại ăn lạ miệng ngon. Ngon mà hấp dẫn ngay từ giây phút đầu tiên chúng ta gặp gỡ. À, quá ngon luôn á. Giờ sao anh quyết định đi. Ưu tiên cho bạn bên đây, tại vì bạn bên đây nó có cái lạ hơn. Như vậy theo sự quyết định của Akira, Tân Nguyễn là người giành chiến thắng cùng với Không Vui Của Sao. Chúc mừng bạn, rất xứng đáng. Nào, hai bạn chia vui cùng với Akira nào, lại đây nào. Yeah, trời ơi, cưng quá hả. Yeah. Đây chính là phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Và bây giờ xin mời khách mời đặc biệt nghệ sĩ Akira Phan sẽ trao tặng phần thưởng này dành cho người đã chiến thắng, đó chính là bạn Tân Nguyễn. Cảm ơn. 5 triệu nha. Rồi chuyện hậu trường mình giải quyết sao nha. Cảm xúc như thế nào ạ? Dạ thì em nghĩ là đến cuộc thi này em chưa nghĩ là em cũng thắng cụ lắm này em, nhưng mà em cũng mang hết tới tấm lòng em thể hiện những cái món ăn, thì mong là cái món ăn đó để chia sẻ những món ăn này cho bạn xem đài và mọi người đều biết, để biết được cái món ăn ở miền Tây của quê em. Và đặc biệt là tình cảm của Akira Phan rất ấn tượng. Dạ cảm ơn anh. Tên gọi Tân Nguyễn sẽ không bao giờ quên trong đầu của Akira Phan, và hy vọng là nếu như anh Akira muốn tạo cơ hội hợp tác làm ăn cùng với bạn Duy Linh thì hãy tạo cơ hội làm ăn cùng với bạn Tân Nguyễn. Bạn ấy có khả năng make up đẹp, đi diễn kêu theo xong make up xong đút cho miếng nè. Akira giống như một công chúa vậy đó. À nhầm, một hoàng tử vậy đó. Cảm ơn bạn Tân Nguyễn. Cảm ơn. Còn với Duy Linh ngày hôm nay về nhì bởi một món ăn cũng rất là ngon, nhưng mà tại vì thiếu đi cái sự đột phá và sáng tạo thì thấy hơi tiếc tiếc hay buồn buồn gì không? Dạ em chủ yếu tới đây là để gặp thần tượng của em thôi, nên là thắng hay thua em không có đặt vấn đề. Đúng. Mà em chỉ cảm giác gặp anh là em vui rồi. Nói chuyện thấy thương quá. Cảm ơn em. Với lại một cái ước mơ của em là cũng giống như là đàn em của anh, nên là đi theo anh để học hỏi kinh nghiệm là chủ yếu. Rồi. Dạ. Sau này mà có cần anh gì thì cứ nói anh giúp được cái gì anh giúp. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh Akira. Không biết là anh có lời cảm ơn nào và lời chúc nào gửi tặng đến quý vị khán giả không ạ? Trước tiên là cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Akira được gặp gỡ những người fan rất là dễ thương. Các bạn là những người đàn ông mà các bạn vẫn biết nấu nướng rất là giỏi. Đúng. Rồi tiếp theo thì Akira cũng cảm ơn khán giả đã bỏ thời gian ra để theo dõi chương trình này. Và cảm ơn Hoàng đã dẫn dắt chương trình cũng rất là hay, dễ thương. Cảm ơn anh. Cảm ơn hai em rất là nhiều đã hôm nay đã đến cho anh những món ăn ngon. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông Bi. Xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại.